ngắn và trung hạn thì nó sẽ xây một cái nền ở quanh vùng này. Và một số các nhóm ngành cổ phiếu nó cũng đang có những cái yếu tố vĩ mô cũng khá tốt. Ví dụ như một số các nhóm cổ phiếu liên quan đến xuất khẩu chẳng hạn. Đó. À, liên quan đến xuất khẩu ấy, cũng có sự tăng trưởng cũng khá tốt. Ví dụ như dệt may này. Đó. So với quý 1 năm 2023 và quý 4 và quý 1 của năm 2024 thì dệt may nó tăng đâu đó tầm khoảng 8 đến 10%. Đó. Rồi là thủy sản này, rồi là những sản phẩm gỗ này. Đúng không? 2,8 mà lên 3,5 như vậy nó tăng được 7 lai. 7 lai tương đương với những cái sản phẩm liên quan đến xuất khẩu về gỗ này, nó cũng tăng trưởng tầm khoảng 20% so với quý 1 của năm 2023. Đúng không? Đó, thì trước mắt thì chúng ta xét về cái nhóm ngành dệt may, bởi vì cái nhóm ngành dệt may ở trong giai đoạn này nó cũng là một trong những cái nhóm cổ phiếu có lực cầu vào cực kỳ tốt anh chị. Đó. Đặc biệt là cổ phiếu TNG này. Đó. Đây thì Nhất đánh giá nó là một cái cổ phiếu khỏe và trước đó nó đã xây một cái nền ở quanh cái vùng này cũng khá là khỏe rồi anh chị. Cầu vào cực kỳ tốt rồi. Giai đoạn này có thể là nó xây một cái nền ở quanh những cái vùng hỗ trợ trong ngắn hạn, cũng như là biên tích lũy trên kênh trung hạn, là vùng trung bình giá của nhà đầu tư trong vòng 1 tháng đến 3 tháng rưỡi gần nhất. Đúng không chị? Đấy, nhịp vừa qua thì chia sẻ chị, những cái nhịp mà rung lắc, điều chỉnh mà hoảng loạn như này nó là cái cơ hội tương đối lớn để cho anh chị nhặt cổ phiếu. Đó. Trong cái giai đoạn mà thị trường sập trong nhịp trước, Nhất cũng chuẩn bị trước vị thế của TNG cho anh chị rồi. Đúng không anh chị? Ở trên live stream này, đó, chia sẻ anh chị này, đây là một trong những nhóm cổ phiếu mà hàng đầu chúng ta sẽ nhặt sớm trước. Đúng không? Cái phiên 16 tháng 4 nó chính là cái phiên này. Quanh giá bao nhiêu ạ? 19.5, 19.9. Thì cái tầm này anh chị nắm giữ nó rất là thuận lợi cả về ngắn hạn cũng như là cả về trung hạn. Nó mở ra cơ hội ở trên kênh trung dài hạn. Bởi vì trung dài hạn thì nó vẫn duy trì một cái kênh tăng và dòng tiền lớn và rất tốt xuyên suốt trong vòng 10, 16 đến 18 tháng vừa qua. Anh chị có đồng ý không ạ? Sau cái nhịp tạo đáy này, biên độ tăng giá tốt, thanh khoản gia tăng cực kỳ tốt. Nó cho thấy là dấu vết của những dòng tiền lớn nó vẫn đang ở trong TNG này. Và ngay cả những nhịp rung lắc điều chỉnh cạn cung, không có nhiều nhà đầu tư chấp nhận bán ra. Sau đó tích lũy xong, cầu và tiếp tục tăng tiếp. Thì những cái nhịp mà rung lắc điều chỉnh ở trong ngắn hạn này, đó là cơ hội để anh chị nhặt những cái điểm vào và thiết lập vùng quản trị rủi ro nó thuận lợi. Anh chị nhá. Trước mắt thì Nhất xác định anh chị là anh chị có thể là đánh trong biên đã, đúng không? Đánh anh biên bên trên này, rung lắc điều chỉnh tích lũy trở lại. Đó. Và nó vượt đỉnh được hay không thì chúng ta định tính tiếp, bởi vì thị trường chung nó cũng là một yếu tố quan trọng. Nó có hấp dẫn được dòng tiền tiếp tục vào hay không. Đối nhóm ngành dệt may thì cũng là một trong nhóm ngành Nhất đánh giá là cầu vào cực kỳ tốt trong giai đoạn này. Đó. Cho thấy là dòng tiền cả ngắn hạn và trung hạn cũng đang gặp nhau này anh chị. Tenkan, Kijun, Kijun 17, Kijun 65, Kijun 129. Đối với nhà đầu tư 3 đến 6 tháng. Thậm chí là đối với nhà đầu tư đâu đó đánh bằng chu kỳ bằng năm cũng có lực cầu vào tương đối tốt ở trong. Đó chị. Đó. Và cái kỳ vọng về xuất khẩu nữa, đây cũng là một trong nhóm ngành khả năng nó sẽ hấp dẫn được dòng tiền khi thị trường nó có khả năng ổn định trở lại. Đó chị. Đó. Thế nên là cổ phiếu mà nhóm ngành đầu tiên mà Nhất chia sẻ trong anh chị trong giai đoạn này là cổ phiếu TNG quanh cái tầm khoảng 23 đến vùng đâu đó tầm khoảng 23.5. Như vậy không, cái phiên cuối tuần vừa qua nó về gần đến vùng 23.5, nó về đến 24, nó kéo lên. Nó chưa đồng nghĩa với việc là TNG nó có thể kéo lên luôn quanh vùng đỉnh. Khả năng nó hồi lên quanh vùng đỉnh là cũng có thể khả năng gặp áp lực tiếp cung ở quanh cái vùng biên tầm khoảng 26.5, 27 cộng trừ áp lực sẽ bán ra. Cho nên là nó về đến giá thuận lợi để anh chị đánh, còn nếu không anh chị cứ bình tĩnh. Đúng không? Bởi vì bối cảnh thị trường trong giai đoạn này nó sẽ khác với những nhịp mà thị trường đang hưng phấn. Anh chị, đối với thị trường đang hưng phấn và lạc quan về thị trường, cái điểm mua nó sẽ khác. Nhưng trong cái bối cảnh thị trường đang bắt đầu có dấu hiệu bi quan trở lại, cái điểm mua anh chị cũng lên, đặt tiêu chí nó cao lên. Anh chị ạ, có thì mình đánh, không thì cứ bình tĩnh anh chị. Đó. Rồi, một số cổ phiếu khác như VGT cũng vậy, anh chị. Trong giai đoạn này thì Zoom khuyến nghị của Nhất cũng bán 50% rồi, đó anh chị. Cái giá mà em Nhất phím anh chị trong giai đoạn vừa qua nó chính là cái vùng này, này đó, cái điểm mua này. Cái nhịp vừa qua thì Zoom khuyến nghị của anh em đâu đó cũng bán bớt này. Đó, VGT này, bán quanh 16 cộng trừ này, 22,1%. Cái điểm mua của chúng ta là quanh cái nền này, đó,
những cái cổ phiếu nó chạy sau. Đó, VGT. Đó, cái điểm mua này thì anh chị nắm giữ thoải mái. Nếu anh chị nắm giữ 50% thì bán 1/2 quanh vùng này, về đến quanh nền bên dưới này thì mình sẽ đánh lại một nhịp mới trong ngắn hạn. Nó cũng là cái cơ hội cho anh chị nào chưa có, đúng không? Và anh chị có hàng sẵn rồi thì có thể là lướt nhanh, đúng không? Nó tiệm cận quanh vùng biên bên trên 16 thì bán. Đánh biên hỗ trợ 10-14 bên dưới thì anh chị đánh. Này nhá, VGT này. Đó, nó cũng là một trong những cổ phiếu của nhóm ngành dệt may là có lực cầu và cực kỳ tốt luôn anh chị. Đó. Và nhóm ngành dệt may cũng là một trong những nhóm ngành mà thời gian gần đây cũng có khá nhiều thông tin vĩ mô tốt đấy. Nó về việc và Mỹ có thể là xem xét Việt Nam trở thành thị trường đúng không? Thành nền kinh tế thị trường, đúng không chị? Đó. Và đâu đó dệt may cũng là một trong những nhóm ngành xuất khẩu sang Mỹ tốt nhất, đúng không chị? Nên anh chị cũng lưu ý đến nhóm ngành dệt may, nó vừa có bối cảnh cả về vĩ mô, ở trong trung dài hạn nó cũng đang có những thông tin củng cố. Cái yếu tố thứ hai trong nhịp này nó cũng có cái tín hiệu mà được cầu vào cả trong ngắn hạn cũng như là trung hạn rồi. Thì trong những nhịp mà hoảng loạn của thị trường trong đoạn tới nhất đánh giá nó cũng là một trong nhóm ngành hàng đầu. Anh chị có thể là chuẩn bị vị thế trong thời gian tới. Đặc biệt là VGT và TNG. Quanh cái vùng biên 14 nhé. Có thể là nhặt cao gom lên một chút. Anh chị có thể gom bắt đầu từ 14.5, gom về 14 cũng được. Ok chị nha. Tiếp đến là một cổ phiếu nữa là cổ phiếu TCM. Đúng không? TCM. Ghiu nhịp vừa qua thì chúng ta có chia sẻ với nhau rồi. Giai đoạn này thì cũng có một số anh chị hỏi Ghiu có thể mua được không? Thì cũng có thể canh mua được. Đúng không? Giai đoạn vừa qua thì chúng ta nhặt Ghiu cũng quanh cái nền này. Đúng chị? Ghiu trong giai đoạn này anh chị có thể là canh tầm khoảng 31.5 là đẹp đấy. Cực đẹp luôn. 31.5 này. Đúng không? Cái nhịp vừa qua chúng ta đánh TNG này. Cũng đánh với Ghiu này. Đúng không chị? Nó cũng kéo lên. Có nhịp vừa qua thì room khuyến nghị của anh em cũng bán quanh vùng này. Bán 1/2 trong nhịp này, rung lắc thì chúng ta lại làm lại vòng mới, đúng không chị? Yêu cả về ngắn hạn và trung hạn đều bán, đúng không chị? Bán 50% để chúng ta canh rung lắc tầm khoảng 5-10% có thể là canh nhặt lại được. Tầm khoảng 31.6 này. TCM, đó, đây cũng là một cổ phiếu bắt đầu có lực cầu và cực kỳ mạnh luôn. Đây là cái cổ phiếu mà nhất phí anh chị cái nhịp nhặt sau đấy, đúng không chị? Đó. Bây giờ TNG ở đâu đó anh chị là đánh quanh tầm khoảng 47 này. À, trung bình giá của nhà đầu tư 3 tháng rưỡi và trung bình giá của nhà đầu tư 6 tháng nó đã rời lên đây rồi. Đây cũng là một cổ phiếu mà nhất đánh giá về tiềm năng trong trung dài hạn là tương đối sáng sau một nhịp tích lũy một cái nền cực kỳ dài, dòng tiền lớn và tương đối mạnh. Đó. Đúng không? Kênh trung dài hạn thì vẫn duy trì một cái kênh xu hướng tăng, dòng tiền vào vẫn tốt này. Đúng không chị? Nhịp rung lắc điều chỉnh ở trong giai đoạn vừa qua cũng vậy, nó vẫn cho thấy là cái dòng tiền lớn nó vẫn gom chủ đạo vào. Mặc dù có những nhịp rung lắc tích lũy nhưng cái áp lực bán ra không nhiều. Thay vào đó những cái phiên mà biên độ tăng giá lớn, khối lượng tham gia cực kỳ lớn luôn. Nó cho thấy dấu vết của dòng tiền lớn đang tập trung vào nhóm ngành dệt may. Cho nên đây là một trong những nhóm ngành khỏe và mạnh và nhất đánh giá khả năng khi thị trường ổn định nó là một trong những nhóm ngành sẽ kéo lên đầu tiên. Anh chị nhá, anh chị lưu ý này, có thể nhặt sớm là quanh tầm khoảng 48.5. Về quanh tầm khoảng 46.5 anh chị nhặt dần, anh chị chia ra, đặc biệt anh chị là chưa có, anh chị nhá. Thậm chí đối với anh chị có rồi thì có thể tranh thủ lướt lát ở trong những cái biên độ nó sideways như này, nó cứ biên bên dưới anh chị nhặt. Đó, ví dụ như anh chị có thể là lướt T0 cũng được. Đó, anh chị có sẵn hàng, ví dụ như trong những nhịp hoảng loạn như cái phiên cuối tuần vừa qua này, anh chị có thể là nhặt giá đỏ, canh hồi lên xanh anh chị bán này. Sau đó đôi khi trong phiên những cái nhịp hoảng loạn này anh chị có thể là có sẵn, có thể là bán nó kéo xanh lên anh chị bán để chốt lời ra, còn đâu đỏ rung lắc anh chị lại mua lại. Đó, chủ đạo thì mình vẫn nắm giữ hàng trung hạn thôi anh chị nhá. Ok, em nhất chào anh Thành nhá, chào anh chị Vlog 1991, chào Nhật Trường nhá, chào anh chị THG nhá, chào anh Hùng Trần nhá. Anh chị theo dõi livestream thì nhớ giúp em nhất một like, một tim, nếu thấy cái sự chia sẻ khách quan một cách hữu ích thì anh chị có thể là dành ra ít giây để like ủng hộ cho kênh cũng như là khích lệ tinh thần anh em ở trên kênh anh chị nhá. Anh em thì với cái tâm thế cho đi, với tâm thế cho là nhận, cũng rất mong những cái chia sẻ một cách khách quan nhất hữu ích đến
cái việc mà anh chị chuẩn bị những cái vị thế mua bán trong thời gian tới anh chị nhé. Rất mong những sự cho đi đó nhận lại được anh chị ít nhất là 2 giây, anh chị có thể like, bình luận hoặc thả tim để tạo cái sự tương tác cho kênh anh chị. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Em nhất cảm ơn anh chị đã like nhé. Cảm ơn anh Hùng Trần thả tim. Rồi cảm ơn anh chị Vlog 1991. Cảm ơn Nhật Trương nhé. Anh chị nào chưa like thì nhớ like giúp anh em một like nhé. Ở đây một nhóm ngành dầu khí, đúng không? Dầu khí trong giai đoạn này cầu vào cũng tương đối